Đây là con chó thì các phải nó khác chứ các anh chị. Đây là con lươn chưa nào. Đây là điều gì của lươn là con rùa. Để giống nữa. Để giống nữa chứ là để giống nữa. Giống lươn trưởng. Tiếp tục rất nhiều đối tác hay. Nhà đối tay lươn lươn sau đều. Đó là một cái thử thách cho tất cả các chị. Nhảy đi ạ, nhảy đi ạ. Chúng tôi sẽ chấm điểm nhé. Wow, đây là không biết là giống con gì. Tôi thấy hơi mất nhịp quá. Tôi xin lỗi được sai công việc. Chúng ta đúng được. Thanh cơ thì lên. Và xin mời đội trưởng đội vàng.